Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Thời sự TV. 7 loại tên lửa mới cho ngáo ộp Iskander khiến NATO sửng sốt. Việc Mỹ rút khỏi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF đã khiến thế giới cũ trở thành một nơi nguy hiểm hơn trước. Giờ đây ở châu Âu, các tên lửa tầm trung và tầm ngắn của Mỹ có thể xuất hiện và Bộ Quốc phòng Nga sẽ buộc phải đáp trả tương xứng. Một trong những biện pháp gian đe có thể kể đến là tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander không chỉ được thiết kế để phá hủy hầm chỉ huy hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không mà còn có khả năng trở thành phương tiện mang vũ khí hạt nhân chiến thuật iskander là một gia đình các tổ hợp tên lửa chiến thuật việc sử dụng trên quy mô rộng rãi có thể so sánh với một cuộc tập kích bằng máy bay ném bom hạng nặng của nato dựa vào tầm bắn xa khả năng vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa và độ chính xác khi bắn trúng mục tiêu Iskander được coi là một trong những vũ khí hạt nhân đáng gờm nhất trong lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Hai loại tên lửa cải tiến gồm bán đạn đạo 9M723 và hành trình 9M728 có thể tiêu diệt một mục tiêu bằng cách bay tới nó đồng thời từ các hướng khác nhau. Hạn chế duy nhất là phạm vi của cuộc tấn công giới hạn trong 500 km theo hiệp ước INF. Nhưng bây giờ không có hiệp ước tồn tại, cả hai bên Mỹ và Nga có thể nâng cao đáng kể khả năng tác chiến cho vũ khí của mình mà không phải chịu ràng buộc đáng kể nào. Thật ngạc nhiên, chỉ 4 tháng sau khi đơn phương rút khỏi hiệp ước, Lầu năm góc đã có thể phát triển và thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo tầm trung mới. Ngoài ra công việc cũng được tăng cường để tạo ra một vũ khí tương tự Iskander. Lục quân Mỹ hiện chỉ có hệ thống tên lửa là hệ thống tên lửa chiến thuật của lục quân bị đánh giá lỗi thời, được trang bị tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Đặc điểm của ATACMS thua kém rất nhiều so với Iskander, tầm bay của tên lửa này là 270 km so với 500 km, trọng lượng đầu đạn tương ứng là 227 kg so với 480 kg. Đồng thời chính người Mỹ cũng thừa nhận rằng độ chính xác của tổ hợp Nga cao gấp nhiều lần. Giờ đây một tên lửa tấn công chính xác PRSM mới đang được phát triển để thay thế nó, hệ thống phóng sẽ được sử dụng như cũ nhưng độ chính xác của đòn tấn công và tầm bắn đều tăng lên đáng kể. Lưu ý rằng ban đầu tầm bắn của hệ thống tên lửa này chỉ giới hạn ở 499 km, nhưng sau khi hiệp ước INF sụp đổ, nó đã được tăng lên 750 km. Chuyên gia quân sự Nga cho rằng trọng lượng của đầu đạn PRSM có thể lên tới 450 kg, tương đương Iskander M và bản thân tên lửa sẽ trở nên cơ động. Điều này tạo ra những vấn đề rất lớn cho Nga vì PRSM có thể mang đầu đạn hạt nhân. Người Mỹ có thể đưa đầu đạn hạt nhân vào PRSM của họ, vì vậy tôi tin rằng Iskander M của chúng ta cũng phải tương xứng. Bởi với ưu thế vượt trội của Mỹ và NATO về không quân, chỉ Iskander là phương tiện đáng tin cậy để gian đe hạt nhân chiến thuật. Hóa ra là sau hiệp ước INF sụp đổ, tầm quan trọng của Iskander M như một phương tiện gian đe tăng lên đáng kể. Ngoài tên lửa 9M729 có thể bay tới 2.500 km, được biết KB Novator đang nghiên cứu thêm 7 tên lửa khác cho Iskander. Có thể khẳng định rằng với các đặc điểm mới, chúng sẽ khiến cho Mỹ và NATO phải cảm thấy bất ngờ và duy trì ưu thế lớn về quân sự cho Nga. Chuyên gia Sivkov đã nhận xét. Và cuối cùng như thường lệ, nếu quý vị và các bạn thấy hay, hãy like và comment cũng như đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.